Ghi cái câu rất là hay: học phí có thể trả bằng tiền, nhưng tình thương của người thầy dành cho học trò thì không gì trả nổi. Rất là hay các bạn ha. Rồi, trước tiên để đóng nó thì các bạn phải giống các bên cho nó đồng đều và nó đẹp các bạn nha. Rồi sau đó là chúng ta sẽ bấm 3 ghim như thế này. Tiếp tục chúng ta sẽ đóng cho các ghim này nó bằng lại các bạn. Rồi, và sau đó chúng ta dán là chúng ta sẽ can cái đường lề này và đường lề này làm sao cho băng keo nó vừa bằng nhau là nó đẹp nha các bạn. Ta lấy băng keo ra. Chúng ta cùng nhau đóng bìa sách nhé các bạn. Đây là những cái tài liệu photo mình đã photo cho mấy em học sinh đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đóng cái bìa sách như thế này. Thì bây giờ chúng ta sẽ thực hiện các bước. Trước tiên chúng ta phải xem cái độ dày của cái ghế sách của chúng ta như thế nào các bạn. Còn trường hợp thứ hai là khi mà các bạn photo bìa các bạn, thì các bạn nên để ý nếu mà cái bìa chúng ta phô ra với bìa dày như thế này á, mà chúng ta lấy nguyên màu đen gì chúng ta phô ra thì rất là tốn mực nha. Cho nên chúng ta không chọn này các bạn, chúng ta chọn thử cái bìa thứ hai là nó màu trắng và chữ nó ít như thế này, thì chúng ta lấy phô làm bìa nó cũng giống nhau thôi các bạn ha. Thì ở đây các bạn, chúng ta sau khi mà chúng ta xem độ dày của nó rồi thì chúng ta chọn ghim sao cho nó phù hợp với cái ghế sách, độ dày của sách của chúng ta. Thì ở đây cái trường hợp này, nếu mà chúng ta chọn cho nó quá dày các bạn, cái ghim nó quá dài á, thì nếu mà chúng ta chọn cái ghim cho nó quá dài á, thì nó sẽ đi xuyên rất là dài, cho nên chúng ta khó đóng. Thì trường hợp này chúng ta chọn những cái ghim nào á mà nó vừa với cái độ dày của nó, dư ra một tí là ok các bạn, như thế này đây. Đó. Khi chúng ta bấm sát xuống á thì nó sẽ ok ha. Còn nếu mà chúng ta chọn ghim ngắn quá thì nó sẽ bị hụt thôi các bạn. Đó. Đây, mình bóp vào thử rồi mình can. Đây như đây các bạn. À, khi mình đóng xuống á thì cái độ đè xuống á thì nó cũng thêm một chút cho nên nó bấu vào được các bạn ha. Nếu mà chúng ta chọn dư quá thì nó hao, nó phí kim của chúng ta mà bấm nó lại không đẹp các bạn. Đó. Ở đây có một vài cuốn. Rồi, chúng ta tiến hành thay ghim thôi các bạn. Còn ví dụ đối với cái ghim này các bạn, ghim này mà chúng ta làm như thế này đây, chúng ta coi đối với ghim này cũng ok các bạn ha. Chúng ta lấy dài hơn một chút cũng ok. Đặt ghim vào, cái này là máy bấm ghim lớn các bạn ha. Rồi chúng ta giống cho nó bằng nha các bạn. Đó. Rồi chúng ta để hai bên, chúng ta đóng ba ghim, một ghim ở giữa. Tiếp tục ghim ở đầu, một ghim ở đầu phía bên phải các bạn. Thì đây, sau khi chúng ta bấm xong các bạn, thì nó sẽ dư một chút ở phía dưới này như thế này. Đây. Rồi, chúng ta dùng búa các bạn. Chúng ta sẽ tiến hành là ấy cho nó này nó bằng xuống.
các bạn. Bây giờ chúng ta đã đóng xong 3 cuốn luôn rồi. Đó. Chúng ta các bạn nha.